Villa. Mình có 1.970.000 người yêu trên YouTube. Ghê. Ngầu liếng. Đó. À đây 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 đây. Đó. Hơn 1m7, 1m7 nha. À, thì tôi nghe đồn là ở trên YouTube là mấy bạn đồn là cao hơn cả 1m7 đúng không? Công nhận 1m7, 1m7 đúng không? Không. Mình giờ mình đứng lên mình thử không ta? Mình thử không? Đứng lên. Đây mình đây 1m7 nè. Đứng lên 1m7. Mấy bạn đứng lên mít 7. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy mít 7? Lẹ, thì người ta còn biết nữa. Đó, thấy chưa? Đây mít 7. Đó. Em mít 7. Rất rất chân thật. Tóc dài nhất đấy. Ủa? Đây. Không nói thì phải là em. Đúng rồi. Đây. Nhưng mà hiện tại mà. Không, hiện tại em là cắt bớt rồi. Mui là dài nhất rồi đây. Là ngày trước là mình là dài nhất tại vì mình từng cái tóc của mình từng dài qua gối cơ, nhưng mà do là mình cắt rồi, chứ còn nếu mà tính tóc dài nhất mà không tính hiện tại thì là mình nuôi từ nhỏ đến tận năm nhất đại học mình mới cắt. Ồ. Oh, đúng. Ricky. Ủa thì sao lại tôi mọi người nhờ, mình nghèo lắm. Mình nghèo lắm. Why? Không, thực sự thì các bạn biết sao mình các bạn nhìn áo, mình các bạn nhìn áo này đúng không? Chứ thực ra cái này mình mua trên ở chợ thôi. Nếu mà xét theo gọi là sức ảnh hưởng cũng như là cái số lượng gọi là công việc hiện tại thì Simi đang là hot nhất của Hero Team. Sẵn sàng bỏ ra gần 10 triệu để mua một cái tai nghe chỉ bởi vì nó có tai mèo và màu hồng. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một cái vấn đề tôi rất là bực mình luôn mọi người nha. Thì mình đang trong quá trình giảm cân không mọi người, thì mình thực sự rất là ghét ăn đêm và ăn vặt. Nhưng Sam một con người bất chấp mọi định lý, ăn đêm, ăn ngày, ăn khuya, nhưng Sam ốm hơn mình. Tại sao? Tại sao vậy? Trong khi đấy tôi tập thể dục, tôi tập rất là nhiều nhưng tôi không thể giảm cân được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mọi người, hiện tại của mình là 60. Ok, vậy thôi. Chắc chắn luôn. Đây là vị thần của những giấc mơ, chúa tể của những giấc ngủ, kẻ bán thuốc ngủ nhiều nhất thế giới. Nói chung là có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ giờ phút nào, chỉ cần ngả lưng là ngủ. Có một lần lịch sử nhất là cái hôm mà Hero Team mình phải ở nhà vịt để chuẩn bị đi quay ngày hôm sau, thì Camu như mọi người là phải nằm xuống giường mới ngủ được, nhưng mà riêng Camu chỉ cần một cái ghế thôi là có thể ngủ rồi. Một cái ghế duy nhất. Súp. Cái này thì trong Hero mình thì có 4 nam và 4 nữ, thì chắc chắn là 4 người nữ, 4 bạn nữ là những kẻ hủy diệt của các gọi là Shopee hay là shopping ngoài đời thì cũng đều với nhau thôi. Shopee thì đến nỗi mà gọi là shipper gọi là chán không buồn hỏi ấy, đi qua là ném phát ở nhà luôn kiểu kiểu vậy. Còn shopping thì dù là người ở Huế rồi người ở Hà Nội nhưng mà bao nhiêu cái shop hay ho và chỗ nào mua bán đồ xịn sò trong Sài Gòn là biết hết. Chắc chắn luôn, cái này chắc chắn, cái anh em. Hôm nay chỉ có mình tôi là nam ở đây thôi nhá. Hôm nay chỉ mình tôi là nam thôi. Shopping là mua sắm. Vừa shopping nhiều nhất là vừa lên lẹo. Ok. Cũng có thể thực sự là trong hồi nam thì là vật cũng là chúa hề, nhưng mà trong hồi nữ thì mình là chúa hề. Nói chung là bên 39 bên 40. Trước khi làm YouTuber thì làm kế toán. Wow. Làm với cả làm kế toán thuế, nói chung là vua tính toán, vị thần của những con số, có thể làm được tất cả mọi thứ. Vị thần của con số. Đúng rồi, rất là giỏi. Đây, ủa? Ai chị vậy giờ em? Đây, sao chị không tròn vậy? Ai biết đâu? Nó còn là ai? Thực sự là... Nói chung là trong team mình, nếu mà bảo là theo đuổi nhiều nhất thì chắc chắn là các bạn nữ. Các bạn nhìn vào cái số lượng lượt like, ảnh ở trên Facebook, các bạn sẽ biết là ai là người được nhiều người theo đuổi nhất nha bạn. Vua của những nút like.
chúa tể của những surprise, mèo Simi em ạ. Lượng tương tác cực kỳ cao, một cái ảnh xương xương gần 10.000 like. Wow. Nếu mà theo em thấy sao nấu ăn ngon nhất? Đó là em thôi, không biết mọi người sao. Có ai nấu cho em ăn ngoài sao không? Đúng rồi. cái này chưa biết được, tại vì bọn mình vẫn đang ở riêng và chưa nấu ăn cho nhau bao giờ, nên là cái này không biết được. Đúng rồi. Khá là khó. Mời chị nào cao 1m7 40 kg phỏng vấn nhỉ? Không có gì kỳ là 22 năm nay là sang năm 26 rồi, 26 năm chưa một mảnh tình vắt vai, chưa biết yêu ai là gì và chưa một lần nắm tay ai cả. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Và mình hy vọng rằng sản phẩm lần này sẽ mang lại một cái niềm tin, một cái ngọn lửa chiến đấu rực cháy cho tất cả các tuyển thủ của chúng ta để cống hiến cho các bạn khán giả đang theo dõi trên màn hình. Và đừng quên là hãy nhớ sắp xếp thời gian để cùng đón chờ sản phẩm của chúng mình vào 18 giờ ngày 1 tháng 8 nhé. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của Huyền Thoại Sinh Tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.